Ok, mời lên em. Hôm nay thì chúng ta lại thử một con game mới. Game này có tên là Good Gano. Một con game mà trông có vẻ rất là indie thôi. Một thể loại thẻ bài. Google Live Bùi, Card Battle. Yếu tố chiến thuật 2D. Có luôn cả vào cốt truyện mà thế giới viễn tưởng nữa nè. Đây, coi thử cái trailer còn sao. Trailer mà làm một phút mấy nữa hả ta? Game này không biết là một studio hay là một người làm đó. Open your eyes, đây nó là game thẻ bài rất là đơn giản nha, animation nó cũng tương đối bình thường, phong cách đồ họa nó thì nó tương đối theo cái kiểu cổ cổ á, cũng không thực sự là quá đẹp đâu. Hy vọng những gì chúng ta có thể chơi là mang lại ấm áp tới. Game này thực ra là studio nhỏ thôi nhưng mà tôi cũng chơi đi ủng hộ coi sao. Có family share lao xếp ngày 5 tháng ngày 22 tháng 2 là game ra mắt hả ta? Tới bây giờ tháng 3 rồi. Tôi nhận con game này cũng khá lâu rồi đó, nay mới vô chơi thử. Rồi, chúng ta nhìn gọn lại ạ. Ồ, game là bằng Unreal Engine luôn nha. Tôi có nghĩ là Unity không à. Đinh. Trong nó setting cũng khá là đơn giản. Âm thanh âm nhạc giảm giảm xuống tí. Bây giờ cái này là không biết nó là cái gì nhưng mà khỏi chết, tắt luôn cái gương màn hình đi. Cái gương màn hình là chắc ăn phải tắt rồi. Nhìn game nhìn phim. Ủa à, từ tôi ghi hồn nữa chứ. In the beginning, there were the gods. Thuở bắt đầu thì thế giới tràn ngập những vị thần hiện hữu trong đất trời và mây, thậm chí là trong những cái loại thực vật chân sống trên thế giới này. Một màu xanh rất là tuyệt vời. Corrupted creation with their imperfect souls. Ambition and war. Đang yên đang lành với bắt đầu mà con người đi đánh nhau. Các vị thần trở nên rất là thất vọng. Họ đã chiếu hồi một cái kẻ mà quỷ diệt thế giới. Đây là cái con này đó hả? Nhìn cũng ngầu quá không? Thậm chí là 6 cái sừng luôn rồi. Monster advanced, turning everything into a barren wasteland. But there were those who resisted, the demons. They survived at the expense of the being's sins. And if the world were to end, they would perish. The demons created the dragons. Chơi, chơi, the chơi, dragons chơi. Faced the devourer of worlds in a series of quỷ thì tạo ra rồng, sau đó những con rồng để đối mặt với chính những cái con đó của thần linh luôn. The dragons emerged victorious. Kẻ chiến thắng thì phần thưởng chiến thắng thuộc về những con rồng. And mortals against the will of the gods would live, albeit under the grip of a tyrant. Cuối cùng thì cũng không đổi khác mấy. Chúng ta lại nằm dưới cái quyền cai trị của những con rồng. Tóm tắt cốt truyện nãy giờ nó tương đối đơn giản luôn. Đầu tiên á là đang yên đang lành vậy đó, thiên nhiên phát triển sanh tốt, con người sống hòa thuận, chúa hiện hữu ở khắp mọi nơi, các vị thần linh chứ hiện hữu ở khắp mọi nơi trong cái môi trường sống chúng ta. Thì sau đó con người đòi giở trứng lên bêm nhau, làm thần linh nổi giận triệu hồi ra một con quái vật là 4 sừng hay 6 sừng hồi nãy đó, con to to á. Tại nhân loại thì lúc này tuyệt vọng lắm rồi, mới bắt đầu mà giao dịch với ác quỷ bằng cách là triệu hồi cái loài rồng lên. Cuối cùng thì cái loài rồng chiến thắng, nhân loại cũng yên lành phát triển được chút, nhưng mà chả bao lâu nữa thì lại tới là cái ách thống trị của mấy con rồng. Ừ, bây giờ là vô cái diễn hết ta. Một buổi sáng mà tương đối lạnh giá, hai cái thầy tu là Nikolai và Đinh cái gì Junius đang lần mò trên một cái đỉnh núi để tìm kiếm con cừu đi lạc của họ. Khi mà đến một cái hang động thì một cái tiếng gầm lần theo đó, thì họ đi vào một cái hang động hả. Con cừu thì nó không có ngu ngốc đến mức mà lang thang cái hang động này đâu. Nicolas nói gì? Lúc này Danny trả lời á, chúng ta còn ngu hơn những con cừu nữa. Ô, cái âm thanh phát ra trong cái hang động này thực ra là của một đứa trẻ nha. Thì phần nào mấy thầy tu cũng là không có lo sợ nhiều nữa. Nét làm sao? À đây. Bên trong hang động thì xuất hiện một đứa bé, chắc là đứa con rơi thất lạc vậy đó. Nó hỏi được cái tên nó trả lời là Gút. Gút
là cái tên nhân vật trong cái trò chính, trong cái trò chơi của chúng ta đó. Hành trình bắt đầu. Cái ông mà tổng lãnh ở đây cũng nói nè, tôi gửi họ đi tìm một con cừu và họ mang cho tôi một đứa trẻ. Rồi bây giờ thì chắc là nuôi dạy cái đứa trẻ này nên người thôi. Chuyến hành trình của bạn bắt đầu từ chỗ này. Rồi đây là cái lá cờ nơi mà mình có thể giao tranh nhé. Đây nhấp vô ạ. Đi qua. Đồ. Khi bắt đầu mỗi lượt á, thì mình sẽ có 3 cái điểm action point, 3 điểm AB và rút 5 lá bài trên tay. Đây, những cái điểm sáng lên là sẽ tốn những cái action point, giống như 2 điểm thì tốn 2 trên 3 chỗ này. Rồi hiểu rồi, mấy cái này đơn giản lắm. Gây sát thương vật lý cho quân địch là cái màu đỏ này, nó tách gạt. Còn cái gạt màu vàng này là cái dạng gạt control, điều khiển. Nó sẽ tăng thủ và bổ sung cho cái đồng minh gì đó, cũng như là mấy cái hiệu ứng của quân địch luôn. Cái lá xanh thì nó dạng phép. Rồi, nói chung cái công, cái thủ, cái phép. Đây ống máu của mình biết rồi. Hồi ống máu của địch, mấy cái này đơn giản quá, khỏi nói đi. Sử dụng cái tách gạt. Animation thì công nhận nó hơi cứng tí nha, nhưng mà đánh chơi vẫn được. Cái đứa nhỏ ngày nào sao tự nhiên xuất hiện cái tiếng Tây Ban Nha ở đây vậy đây. Rồi dịch thử ai. Hầu hết các bản thanh toán visa rồi bó tay luôn, không có tiếng ngôn ngữ trên Tây Ban Nha trong đây rồi. Cái đoạn này á, tôi nghĩ là đang mô tả cái tấn công của cái con này, nó sẽ gây 6 sát thương và một cái hiệu ứng gì đó. Nên bây giờ nó sẽ hướng dẫn chúng ta phòng thủ nè, đó đúng rồi. Endon bằng nút shift hả? Độc quá vậy? À, nó cắn mình chảy 3 máu này à. Đây là cái hiệu ứng tattoo bên mình, nó sẽ hiện ra cái icon này. Nhấn nút F để kiểm tra. Mình sẽ nhận 3 đam mỗi lượt. Hiệu ứng chảy máu thì sẽ hết khi mà mình hồi máu. Có lá hồi máu không? Rồi. Bạn đã có thể là hạ gục quân địch trong cái tool này luôn, nên cứ tiếp tục tấn công đi. Đây là phần thưởng cho mình là cộng 10 vàng. Với mà cái phần thưởng lá cạc gì đó. Hammer chích cơ, đập búa, gây 12 đam và một cái điểm yếu. Mình không được từ chối phần thưởng nha. Trong mấy con game thẻ bài đưa chơi á, thì mình quản lý bài á, luôn luôn là một cái yếu tố quan trọng. Nên khi mà mình trao phần thưởng á, mình phải có cái lựa chọn là không nên nhận. Còn con game này nó bắt buộc mình phải nhận này. Đây là cái thanh tiến trình của mình. Khi mà hoàn thành đủ cái hành trình khám phá sẽ đối mặt với những con quái to hơn. Đây là cái phần tương tác thôi, sẽ không có đánh nhau chỗ này. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cái mà việc yên bình của ngôi làng đã kết thúc khi mà cái con xe ghét đe bắt hả? Một con Hobgoblin. Hobgoblin là dạng tiến hóa của con Goblin đó. Goblin là mấy con nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì Hobgoblin đã tiến hóa bự lên chút, rồi sau này nó sẽ tiến hóa thành con ngọt đó. Đó, Hobgoblin đã tấn công ngôi làng này. Nó là con đệ của con rồng mà Yamit. Con rồng mà lúc trước mà nhân loại chúng ta mà giao kèo với loài quỷ đi chiêu hồi lên để chống lại cái con quái vật kia đó. Thì bây giờ đến lượt cái loài rồng nó xâm chiếm chúng ta rồi. Nói chung là cái con đi bắt này là con Hobgoblin đệ của thằng Yamit, lại cái ngôi làng này bắt đầu nó quấy phá cái gì đó. Wood và cái người bạn tốt nhất của anh ấy, bạn thân của anh ấy đã đến ngôi làng này, Kuna and Nasir, để trông coi cái đó đó. Rồi nhiều chữ quá vậy ta, Nasir ở đây đó. Chém nó luôn. Em này thì bắt đầu mà gây chuyện với mấy con Hobgoblin này. Kugin nè. Cái con đó đến ngôi làng mình là chủ yếu để trông chừng cái chúng ta thôi, do thám mình thôi. Nó đã tấn công luôn em trai Kugin con nhỏ này. Đấm nó thôi. Nghĩ sao mà để con quái vật nó vô làng mình nó lộng hành như vậy. Chúng ta phải đối mặt với nó, giờ bêm nó. Rồi, thằng này nó hứa nó sẽ giúp mình đó. Ồ, nó vô nó đứng đánh chung mình luôn nè. Tôi tưởng là nó đứng cái kiểu mà bên ngoài thôi. Đồng minh có thể chơi chung với cái trận combat với mình.
thì lượt của mình xong thì sẽ đến lượt của đồng minh này. Nếu mà máu của đồng minh mình nó bị không á thì nó sẽ bỏ chạy luôn, bỏ mình đối mặt một mình trong cái trận chiến này. 30 máu, cái đồng hồ cát là cái gì? Quân địch sẽ không tấn công trong cái tool này. Ồ. 3 điểm. 3 điểm thì chỉ có 3 cái đường cong này thôi. Animation nó hơi cứng nha. Cảm giác rất là thô luôn. Coi cái bộ kill, à nó có nguyên cái bộ bài game luôn nè. Đồng minh sẽ sở hữu cái bộ bài game của họ. Chém dây 8 đam, nếu mình không có mà lock, lock là dạng như siêu khiên á, sẽ rút thêm một lá và gây thêm mà gây cho bản thân là hai cái lock nữa. Là từ boost vừa chém luôn đó hả? Chém thôi. 8 đam thì chém hai cái là xong luôn rồi. Suy nghĩ gì nữa? Rồi đơn giản vậy thôi đó, nó chỉ là cái bì thịt cho mình đánh thôi. Nè, như cái lá này nè, là tôi không muốn nhận tí nào luôn á. Không biết có cách nào để bỏ không? Chứ thực ra mà chơi bài mấy cái lá cùi như thế này á, giữ vô nó chật bộ bài mình thêm. Cái này là gì? À, save game. Đây, khám phá địa điểm này, nó sẽ cho mình cái thông tin gì đó. Trời ơi dài quá vậy. Seigut giữ cái con dao mà đang đẫm máu trên tay anh ấy. Nói chung là làm cái gì đó đi vô tắm trong khu rừng này thôi. Trong cái hành trình khám phá mình còn phải đưa ra những cái quyết định mà Gus sẽ đối mặt với nó. Mỗi cái lựa chọn đều là một cái bài kiểm tra. Ok, mình sẽ rút ngẫu nhiên trong một cái bộ để mà hoàn thành cái bài kiểm tra này. Kiểm tra thì có hai loại kết quả là thành công và thất bại. Mình có thể kiểm tra cái bộ bài mình bất cứ lúc nào. Rồi 2, 4, 9 lá. Bây giờ phải đưa ra lựa chọn của mình. Mình có 9 lá. Mình sẽ rút ngẫu nhiên 8 lá bài. Nếu như cái lượng mà tấn công trên 15 của mình á gây ra đủ để hạ gục quái vật á thì coi như thành công. 15 đúng không? Vậy là đường nào mình cũng đủ cho nó. Mình rút 8 lá lận. Tức là không có lá này đi nữa thì vẫn đủ 15. Không có lá này đi nữa thì dư 15 luôn. Nên cái lựa chọn đầu tiên là chắc chắn là thành công rồi nè. Đó, 22 điểm luôn. 23 lá. Ngon. Rồi, giờ đi tiếp phải không? Bất ngờ nhìn thấy một cái hộp thiết hả? Mình lấy cái sẻng mình đào xuống rồi thấy một cái hộp gì đó. Trời, nhiều chuyện quá, có cái gì đó. Ủa, chọn hai cái này nữa hả? Mình bị cái thằng lính canh trong cái ngôi làng phát hiện đang làm cái hành động mờ ám gì đó. Nói sự thật cho anh ấy. Nói sự thật yêu cầu anh ấy giữ bí mật. Mình sẽ rút 3 lá. 6 cái màu vàng. 6 cái màu vàng á. Không, không có đủ. Bộ bài mình chỉ có 3 lá này thôi. 4 lá này thôi. Không có đường nào đủ cả. Bây giờ rút 5 lá, nếu như có 3 lá màu xanh á, 3 lá cầu nguyện á thì sẽ cũng sẽ thành công. Có 1 lá cầu nguyện thôi. Hai cái này là không cái nào mình có thể thành công được hết trơn á. Nên chọn cái nào nó cũng vậy rồi. 1 điểm à. 4 điểm, à, action point là điểm AB, tức là cái chỉ số trên cạc nè, càng cao thì nó càng đủ. Thất bại rồi. Được cái gì nè? Cái relic là dạng như mấy cái là thánh tích vậy. Cộng một cái file điểm cầu nguyện khi mà bắt đầu mỗi tool. Điểm cầu nguyện là cái gì? Bây giờ mình sẽ về lại. Ông già đàn thì đang ngồi đọc sách ở đó, mình bất ngờ lẻn vào.
như một cái chàng trai lặng lẽ. Ổng là thấy mình đang cầm con dao nên ổng thắc mắc mình đang nói là đã bêm được con gấp tiền nó cái ngôi làng gần đó. Ông này lặng lẽ ngưng đọc trong một cái khoảnh khắc rồi đó, chắc là bất ngờ hay là đang gây cú gì mình thôi. Bạn làm điều đó như thế nào? Nó cần phải là ngưng lại. Nói chung là mình đi bảo vệ dân làng đó, ông này không tin mình. Đó, nói thiệt mà, mình có phải nói sai đâu. Rồi ông này ổng bắt đầu là giao cho mình một cái nhiệm vụ gì đó. Bắt đầu làm luôn thôi. Mấy con game như thế này không có cái effect animation hay là mấy cái audio gì ha, để mà biết cái nhân vật nào đang nói hay là làm cái gì đó. Chỉ có là mấy cái động tác mà nhảy chữ như thế này thôi, nên tôi cũng khá là lười đọc. Được rồi, ổng sẽ cho mình ứng cử là một cái linh mục ở cái holy này. Kalea này là cái gì đó, mấy cái dịch nữa đây. Giáo sĩ ở của Holy Order ở San Anno này. Tại sao? Rồi, làm giáo sĩ thì làm cái gì dữ vậy? Tôi sẽ bảo vệ cái ngôi làng này cho ông. Cái gì đây? Ô, động đất. Cái này hồi nãy có trong cái Zalo là nếu như tôi nhớ không lầm. Gây 12 đam ma thực cho tất cả các quân địch. Được, mấy cái lá bài mới cho mình cứ lấy thôi, đâu có kén chọn làm gì đâu. Nó phát hiện cái con goblin ở đây đã bị mất tích rồi. Một cái con hớp goblin khác đã xuất hiện ở ngôi làng này để tìm kiếm cái thằng đi bắt, là cái thằng hồi nãy là mình với thằng kia hợp lực giết đó. Vậy là thằng kia nó chỉ do thám thôi, còn thằng này mới là quân đội chính quy rồi. Cái thằng goblin đi bắt ở đây đâu rồi? Tao biết nó đang ở đây. Không có con hấp goblin nào đến đây cả. Mày nói dối. Rồi đấm nhau đi, nói nhiều quá. Thằng này là 27 đam. Good, bây giờ đã có một cái điểm mi gác nữa họ. Cái mi gác này sẽ hoạt động trong cái combat, trong cái trận chiến. Mi gác yêu cầu cái điểm phép này để có thể cast được. Coi sao ta? Đây là cái phép bàn của mình là đang 1/10 nè. Bây giờ mình sẽ xài lá này để tăng cái phép ba lên. Phải không? À, mình có cái thánh tích hồi nãy á, cái Galagic á. Nó sẽ cộng một cái phép khi mà bắt đầu mở tool. Rồi ngon. Rồi, chơi lá này phải không? Hồi 8 máu, nhận hai cái điểm mà phép lên. Là mình lên 3 điểm phải không? Đúng rồi. Nó chém mình đau nghe à. Thủng thôi. Tuần sau nó chém mình 5 đam rồi, nó còn gây một hiệu ứng trạng thái nữa. Ô, cái điểm mà Empower là cái gì đó? Là cho mình một cái boost. Bây giờ mình đã xài được đủ 5, cái này cần 5 điểm à, có số 5 nè, cần 5 điểm cái phép này để mình cắt cái skill này trên. Anh em hiểu đơn giản nó là dạng như là một cái ulti đi. Nhân loại dám can đảm lắm mới dám đối mặt với những con hấp goblin thôi. Bây giờ tao đã hiểu cái chuyện gì xảy ra với thằng đi bắt nó rồi. Rồi, nó biết cái thằng đi bắt rồi bị mình giết rồi đó. Bây giờ nó chuẩn bị về, nó mét xếp nó nè. À, cái lá mình mới xài nữa. Cái này gọi chung là vàng đi, Arcanium nè. Vàng này có giá trị rất là cao, dùng để nâng cấp cái kim loại này, dùng để nâng cấp cái bộ bài của mình. Chọn EDGS. Với những cái mà Arcanium này, nó sẽ có ba cái dạng chỉnh sửa hả? Làm sao? À, một lớp ghét, còn hai là nhân bản, còn ba là remove nó khỏi bộ bài. Được. Đây chính xác là cái cách mà nâng cái lá bài này ra. Nếu như mình nâng upgrade lên rồi mình mới nhân đôi lá bài thì có được không đó. Remove tốn 100 tiền, đúp ly lá bài tốn
200 tiền. Có nâng thì tôi sẽ nâng cái lá này nè. Nó từ 12 đam lên 14 đam, nó gây cái điểm yếu thêm 2 lần lận. Đó, cái kẹt này là nâng một lần rồi thôi. Bây giờ hết tiền nó làm được gì nữa đâu. Ồ, vậy là xong cái hạng 1 đó hả? À, xong cái đội Injo thôi. Bây giờ chúng ta mới vô cái hạng 1 nè. Trở thành một cái vị mà gì ta, giáo sĩ mới thì group đang phải đối mặt với rất nhiều cái việc khác. Nói chung là hạng đó, thằng đi bắt đã chết rồi. Bây giờ thì mọi người đều đồng thổi cái vụ này á, có người bảo rằng không có gì sẽ xảy ra hoặc sẽ xảy ra một cái điều gì đó tồi tệ hơn rất là nhiều. Tức là thằng đi bắt này chết á, thì cái thằng con rồng á, con rồng tên là cái gì luôn quên mất tiêu rồi, qua viêm gì đó, nó sẽ không có đi yên cho mình đâu. Ủa mình có thể tuyển dụng này á, thế nào? Ồ không, này dạng huấn luyện mình thôi. Thay một kẹt với một kẹt ngẫu nhiên cộng 20 máu tối đa trừ 5 cái phép tối đa. Phép mình hồi nãy là mình cast cái lá đó, thực ra 5 điểm là mình cast luôn nên không cần cái phép nhiều. Thôi nhận một lá bài cầu nguyện đi, lựa chọn tốt đó. Nhận được cái gì đây? Gây 4 thiêu đốt cho tất cả quân địch, ổn nha, cái này rất là ổn luôn á. Thôi đi đấm nhau thôi. Tôi không biết cái nhiệm vụ nào nó có độ khó, nhưng mà ở đây mình có cái kẹt mới, còn ở đây thì cũng là cái kẹt mới luôn. Rồi đấm ở cái làng trước đi, đi vô rừng. Gết đã hoàn thành cái buổi huấn luyện mình rồi nên bắt đầu vô đây đi đấm nhau. Acid làm gì ở đây đây? Còn những cái con quái vật này nó đang ở rất gần cái nhà tôi, nó cũng tấn công em trai của tôi luôn. Giọt chỉ là một cái đứa trẻ thôi, thế thì mình bêm nó tắm giáp được hả ta? Cái lá này tôi không biết nên xài bây giờ đúng không? Thiêu đốt, nó thiêu đốt cả mình luôn. Trời ơi, ai da hà, chơi ngu rồi anh em ơi. Một cái pha chơi ngu vào lòng đất rồi. Tám với bảy là 15. Này 16. Ủa? Rồi. Đơn giản, quá đơn giản luôn. Được cái hành động gì nè. Hoàn thành cái trận chiến mà không sử dụng bất kỳ lá bài nào. Bây giờ mình chọn cái lá này là cho mình hay cho quân địch ta? 18 đam, để từ từ tôi tính đã. Nếu như có một quân địch, hai quân địch đi thì nó có khả năng nó lãi. Còn cái lá này nếu như mình rút đầu tiên á, gây 4 đam cho mỗi quân bài khác trên tay thì mình có là tối đa là 16 đam. 16 đam 2 điểm. Cái này 18 đam mà nó 3 điểm. Không, cái lá này ngon hơn, dạng như là xài công ty luôn á. Có 20 tiền. Ồ, cái máu của mình nó không có hồi nha, nên đi đánh nhau mà không cẩn trọng á là cạn ống máu luôn á.
debuff nó sẽ gây cho mình một cái debuff hết. Ồ, khi mà máu nó về không á, nó sẽ chia thành hai con quái mới, nhưng mà không có cái đặc điểm này, nguy hiểm nha. Cái gì đây, cái gì đây? Nó mới thả cái gì đó vô bộ bài của mình. Không, mình đợi nó chia hai đi ha, dùng cái lá này. Bây giờ chưa cần dùng vội đâu. Đó, nó bằng nhà bà con luôn. Nó phân cho bốn con luôn nè. Nhưng mà nó đang hàng chờ hết nên không sao cả. Tuần sau mình kiếm một điểm này hoặc là kiếm lại cái lá này là mình hạ gục được nó thôi. Thôi xong rồi. Thôi xong tôi rồi. Tính cho dữ vô. Trời ơi. Nghe nó ghen rồi, đã không? Nó kêu như con Pikachu vậy đó. Rút hai gạt, nếu như mình có cầu nguyện á thì sẽ gan. Cái cầu nguyện này là sao ta? Mình sẽ rút thêm một cái, nhận thêm một cái action point nữa. Xuyên qua cái lớp phòng thủ của nó luôn, gây được 95. Nhận thêm 8 phòng thủ, cái phòng thủ ở tool ghế của mình sẽ không biến mất. Lấy lá này, mình được cái phần kiếp rồi đó. Sờ kiếp ra thì mình tốn 5 vàng nha. Rồi, cái thằng Yamit này cử lại thu thế cái dân làng của mình vậy đó. Chắc là mình sẽ đấm nó thôi. Rồi, về thành. Rồi, bây giờ sơ tán đồng bộ cái dân làng của mình này. Bảo vệ. Khoan 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 khoan. Đánh luôn không ta? Đánh đi, không có gì phải sợ hết. Anh ấy cô ghim chị gái sẽ đi hầm gì đó đang chiến đấu ở cái tiền tuyến phía trước, không mời trong giây nào anh ấy quyết định rút 5 lá bài, nếu như mà có ít nhất 3 lá tấn công cạc á. Chơi luôn chứ sợ cái gì. Rồi chỉ có một lá thôi con này, cái này đúng là nhân phẩm luôn nha. Bây giờ solo với hai này luôn hả? Nó đánh một phát 16, ủa 9 đam. Lấy cái điểm phép trước. Cho nó chém mình 9 máu luôn á. Ồ, cái skill của mình là nó xuyên qua giáp luôn nha. Nếu mình có cầu nguyện là
Là sao ta? Thằng này 18 máu. Thằng này đánh 5 đam nhưng mà có xuất hiện cái triệu chứng gì đó. Mình mất 14 máu rồi. Lấy hồi máu rồi đã. Cái ná này còn có 4 thủ thôi. Trừ cho nó được một tí đam gây ra. Hồi 8 máu. À nó chảy máu nó chết luôn rồi. Ngon. Cái em power là cái gì đó? Đia 50% đam vật lý đem thêm. Cũng được nha. Mà tới 2 điểm lận. Ây da. Người mua được một cạn nè. Đi bên đây đánh trước. Đánh với hàng đệ mình. Con tròn nè. Đó con hấp goblin là tiến hóa lên 160 máu. Nó lại còn 8 điểm gì nữa kìa. Mất tất cả cái điểm hồi phục mà khi bị dính một cái đòn ma thật. Hồi 8 máu khi bắt đầu mỗi tool. Cái này nó sẽ là giảm 1. Giảm 1 mỗi lần đó. Nó cũng áp dụng một bút luôn. Chết tía rồi. Ây da. Quăng cái này đây, đừng cho nó hồi máu. Thằng này thì không có đam phép nên mình đành phải đánh tay thôi. Cái lá này nó đánh 3 con nên mình chả cái gì cả. Bình tĩnh anh ơi. 29 đam. Ông ơi, trời ơi, lên tất cả cái quân địch nó. Cộng 4 đam bất cứ khi nào mà laser sử dụng một cái thẻ cầu nguyện. Đây đây cái đá điểm yếu đây nè. Nó vẫn còn 21 đam nữa nha. Mình dùng cái lá này nó lên 4 đam mới đó. Chọn léo phòng thủ trời. Phòng thủ thì cũng không chịu nổi. Cái lá này nó tự hại mình nhiều hơn. Nhận 7 cái phòng 7 giáp, nếu như không có giáp thì nhận luôn là 14 giáp. Bốn giáp thằng này nó sống rồi. Còn mình thì à, thôi thôi. 15 máu, chết chúa. Trời ơi giờ mới ra lá này ông nội ơi. Chém tới luôn thôi. Bộ bài này khá là đơn giản luôn. Một là công, hai là thủ à. Nó làm gì đó. Rồi nó gây yếu mình rồi. 37 đam ông nội ơi. Ông ơi ông. Từ 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 từ. Dàn mặt nó trước cái đã. Bốn mươi lăm thằng này
cao lắm là 18, 24 giờ. Mình bị yếu nữa chứ. Nó đánh mình cái là còn 1, 2 máu đó. 32. Không giết nổi. Mình không phòng thủ là nó chém mình cái là mình chết luôn. Da đau nghe rồi. Thằng này nó thủ ngon quá mà mình không có phòng thủ được như nó. Bốn thiêu đốt là nó còn 22 máu. Bây giờ chém nó chết luôn rồi. Mười tám máu, thêm mà ba cái ọt kẹt như bộ bài của mình nó sẽ gây ra thêm hai cái điểm cầu nguyện được không ta? Cái điểm cầu nguyện là cái gì tôi chưa biết nè. À, gan thêm một phép khi bắt đầu mỗi tool. Cái lá này hợp với mình không? Lá này thì ngon đó, nhưng mà lá này hợp luôn. Cái lá này thì đam rất là mạnh nè nha. Nếu như mình có mát luôn 10 điểm cầu nguyện mình không xài á, thì quất cái lá này ra là nó tới là 25 đam nữa. 2 × 10, 10 điểm cầu nguyện là mình có 20 đam, thêm lá này 5 đam nè. Nhưng mà lấy lá này đi, lấy lá này tại vì cái bộ bài mình còn một lá nữa. Bỏ cái lá cùng thủ. Bây giờ hết máu thì phải làm sao? Nè 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 nè, mình sẽ rút thêm hai lá bài. Nếu như mình có một lá cầu nguyện á thì cái điểm action point của mình là nó không mất luôn. Nên thành ra mình dùng cái lá này với lá này nó là một cái combo nè. Ơi rồi, rồi không có em đó giúp mình rồi. Mười tám đam nổ hai thằng không. Thằng này nó chuẩn bị 7 thủ. Nhưng mà thằng này nó ghi sát thương nhiều hơn. Lên này. Ủa? Ghi 14 đam của tôi đâu? Ủa, nó gãy 21 đam hả? Có gì đó sai sai nha, chết tôi rồi, nó chém cái là mười mấy máu luôn á. Trời ơi, tự nhiên mà cái chiêu đó mình đi chém ra nó mất tiêu luôn.
Giờ thằng này 22 thủ hả? Kiếm hồi máu thôi. Thằng một máu, thằng ba máu, tuần sau nó thiêu đốt. Thằng này chết, thằng này chưa. Thằng này còn một máu thì mình kiếm lá bài nào lên máu lên cho mình đây. Nếu mình không có phòng thủ thì rút thêm một gạt và thêm hai lóc. Cái lá này hên xui nha. Cái lớp vết thương là cái gì ta? Đây nè. Không biết cái ở dưới là cái gì. Có thể một lá bài quyền của nó chẳng hạn. Bài xấu thì mình lấy lá này đúng không? mười chín máu 60 tiền thì thôi xong rồi, nhìn nó ngầu quá anh em ơi. Trời ơi, những gì, tất cả những gì mày có thể làm là sẽ cầu nguyện. 19 đam, nó chém 19 đam mà nó phòng thủ thì 19 nữa, mà nó chém ai ta? Thủ trước. Nhận một cái điểm action phone hiện tại, sau đó tuần sau thì mất đi một điểm action phone. Ông này ông mới dạy cho mình cái lá đó nè. Thủ trước. Trời ơi, không có đọc lá này thiệt, ngu gì đâu á. Bắt lại được không? Game không có cho nút bắt rồi, nên bây giờ mình xài lá này luôn thì mình xài luôn. À, nó chỉ chém mình thôi, nó không chém ông này. Tuần này nó 17 thủ không? Lóc 7 sẽ thương vật lý mỗi tuần 17 thủ và nó còn boost cho bản thân nó một cái nữa. 18 đam. Còn cái lá này chơi luôn. 17 đam, rút thêm một lá. Thổ dư chấn địa chấn của Lee Sin nè, cho 12 đam. Ông này làm sao? Ông này cũng chưa mất máu nha, nhưng mà hồi 25 máu thì rất là ngon á. Ông này cũng đúng bá luôn, trả bù cho mình. Bộ bài cũng mà công nhận rất là mạnh luôn á. 17 thủ, 24 đam phải không? Mười bốn, mười bảy. Ông này cũng có bài, ông boost giáp cho mình hoặc là ông phòng thủ nên không sao cả. Nó đánh 17 đam cả hai luôn. Giờ tuôn được không? Tuôn được. 14 đam và phòng thủ, 14 đam thì không sao.
Mình chưa có cầu nguyện nha, nên không xài lá này được. Chưa biết nó đánh ai. Chơi luôn đi. Tuần sau mình có thể dứt điểm nó luôn đó. Đây nè. Tuần sau kéo kéo là mình diệt nó luôn. 17 thủ. Đó, đâm phép thì nó không vô cái lớp giáp của nó. Ủa? Còn một máu, tuần sau thì dắt thiêu đốt cái là nó xong rồi. Không có cái lá mà hồi máu cho đồng đội rồi nghe, thiệt. Tôi tính kiếm cái lá mà hồi 24 máu cho mình với đồng minh luôn á. 50 tiền luôn nè. Cái này cũng khá là ngon. Cây 14 đam, hai lóc cho mỗi cái lá cần cho anh mình có trên tay. Cùi bắp. Dù mình có mà 3 lá, 4 lá cần cho anh đi nữa thì nó cũng chỉ có 8 lóc thôi, quá là cùi luôn. 15 đam mà nếu như quân địch có một debuff đó, debuff thêm, lấy lá này đi. Bây giờ mình có thể nâng bài mình lên. Đây, nâng lá này được. Ủa, nâng tới 100 tiền hả? Hồi nãy mình nâng có 50 mà. Thôi chết rồi. Càng nâng nó càng công dồn nghe. Thôi xong tôi rồi. Càng nâng nó càng công dồn. Rồi mình đấm được thằng tướng rồi. Áo vẫn đéo hồi. Bài học về hết. Bắt đầu buổi sáng đọc truyện tiếp. Rồi học thi. Hồi máu đã. Không có gì xảy ra cả, thử lại lần nữa. Không có gì xảy ra luôn, đéo bỏ cuộc đâu. Hai máu tối đa với hồi 10 máu, ok, được. Bên này là cái gì nữa đây? Một cái thư viện cũ. Cái bách giao này nhìn như mà vẽ bằng ai gì á. Nè. Tôi chữ nhiều quá. Bây giờ mình có hai lựa chọn, rút 8 lá, nếu như có 3 lá cần cho nó thì ngon. Khó. Mình giữ 5 lá cần cho anh trên tổng số là 26. Chỉ trung bình chia tỷ lệ đó là 2.2 à. Vừa đủ luôn nè. 2 là 4 nè, 5, 6, 7, 8 luôn. Sáu lá mà có 3 lá tấn công hả? Không, lá tấn công của mình là chỉ có nhiêu đây thôi. Có 5 lá thôi, quá thấp luôn. Nên có thể thử cái này. Một lá phay kẹt. Nếu cái kẹt này có trong tay á, khi kết thúc tuần á, mình... Ủa? Gây ra hai điểm yếu mà gây ra cho ai? Làm sao đó, từ từ dịch cái lá này ra cái đó. Mình nhận lấy hai điểm yếu mà ai nhận? Mình nhận hay là thằng địch nó nhận?
Cái này giống mà cảm giác lá quyền của bãi hả? Mà không có bỏ được nữa. Nếu máu của mình nhỏ hơn 30, gây gấp đôi đam. Bây giờ kiếm tiền loại bỏ cái lá này đã, hoặc là xài nó thử một lần coi sao. Xin lỗi thằng nhóc, tao sao phải diệt chúng mày thôi. 8 với 18, 26. Xong cái tuần là mình vẫn còn 2 máu. Xài lá này xong rồi xài lá này. Bố máu tuần sau nó sẽ bị thiêu đốt. Ủa? Thôi chết tôi rồi. Chảy máu nữa kìa. Mười bốn thủ. Thủ rồi thủ thôi. Nó có cái né đòn nha. Nó né được cái đòn vật lý thôi. Nên mình xài cái này là nó chết luôn rồi. Là nó không gây đam cho mình đâu. Thằng này còn là 20 máu thì... vừa đủ chết luôn. Phần thưởng là một cái gelit gì đó. Lần sau ta. Nó cái này ngon hơn. Rồi tôi làm biến độc á, chữ nhiều quá. Mình còn 17 máu. Đến bên này mình có một cái kẹt mới. Một cái kẹt mới Gelix quất luôn. 17 máu của mình thì chết rồi. Hai anh em goblin luôn. Lại là goblin chiến binh nữa. 25 đam, 63 máu. Mình sẽ giảm đam nó xuống trước. Tại đánh thằng này ngon hơn á. Không được. Phải xài lá này chứ không xài được lá này nha. Tại vì giữ cái lá này trên tay là giao sao mình bị yếu liền à. Thôi phòng thủ thôi. Thà còn tí máu nhưng mà vẫn sống. Thiêu đốt 4 cái nữa còn có 6 máu à. Thằng này nó 8 đam gây hiệu ứng. Mình đốt cái còn có 3 máu à. Nên phải hồi máu trước mới được. Tuần này mình sẽ không tấn công luôn.
Còn 3 máu hả? 12 đam. Xài cái này trước. Rồi tiếp theo là xài lá này. Xài lá này thì còn lại 1 điểm. Nó còn một máu kìa. Thôi luôn rồi. Mình còn có một máu à. Thôi ơi. Nó còn một máu. Mình còn một máu luôn. Nhưng mà tới tôi nó em game. Ây da. Rồi coi, coi thử, chết thử rồi mình được cái gì không. Đây, mình sẽ đi một cái con đường mới. Đó. Chết trong cái thử thách này. Thời gian hành trình của mình 1 tiếng 8 phút. Được rồi, đúng 130 triệu vàng. Ngon. Cái gì đây? Bây giờ mới mở bài ra hay gì? À đây là những cái lá bài mới hồi nãy mình học được. Có được chọn không? Không. Cái lá ngon nhất, cái lá ngon nhất hồi nãy tới giờ thì tôi nghĩ là lá này. Mình rút bài ít quá à, nên mình xài cái lá này nó cũng như không nhá. Trường hợp đầu game á, mình rút được 5 lá đi. Trừ cái lá này ra mình còn 4 lá. Mình xài lá này xong là trên tay mình chỉ còn có 2 lá thôi. Nên hai lá thì cao lắm thì xài được hai lá này. Ôi vãi, cái lá này tới 200 tiền lắm. Không đủ tiền. Cái lá ngon nhất là cái lá này thì không đủ tiền. Trời ơi, mình còn phải mở cái bộ bài của mình ra nữa nha. Ủa? Gán kiếm 20 đồng nữa thì thua cũng được. Không sao cả. Quên skip tutorial rồi, nó méo cho tách ra luôn. Ủa chọn skip tutorial mà ta. Ủa mới vô là vô lạng luôn hả? Một kình cho anh xài cái này thử coi. Bỏ một cái lá phòng thủ cùi cùi đi. Nhận được cái lá gì? Quỷ một cạc nhận được 12 lóc cũng được. Bây giờ đánh trên này bài mới, đánh dưới này đi. Em gái này không mạnh lắm. Thằng kia thì nó thiên về thủ. Mười ba năm.
Em này dạng đánh theo thời gian lâu dài. Hồi phục á, hồi 7 máu luôn, 10 đao. Em này mất máu thì cũng đâu có sao phải không ta? Tuần sau mình dứt điểm này, có khi tuần sau thằng này nó sẽ tấn công. Nó bật né tránh rồi. Em này đâm phép không mà. Thiêu đốt 6 thì nó còn khoảng 6 máu. 7 máu, đánh vừa đủ luôn. Rồi thương sao nó chết. Mình sẽ gọi là những cái lá bài mình đã xài rồi. Đi chết quên, tính cái vụ nó hồi 15 máu. Nguy hiểm quá nha, nó hồi máu kiểu này là tuần sau nó lại hồi 15 máu nữa hả? Mình không có lá nào chảy máu cả. Giảm đam nó cái trước đi. Rồi, tuần sau thì còn thằng này thì nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà tôi không biết em này mất máu á, thì nó có ảnh hưởng gì mình nhiều không? Gây 9 đâm phép, nếu mình có cầu nguyện thì gây gấp đôi đâm. Gây 6 đâm 3 lần là 18 đâm. Cái lá này mà có hiệu ứng trên đòn đánh thì nó ngon hơn. Kiểu như là anh em có boost tăng đam á. Giống như anh em mà 12 đam đi, ủa mà 18 đam đi ha, anh em boost tăng đam lên á thì nó lên được có chút xíu đam mà. Nhưng mà anh em chiếm 3 lần thì cái 6 này nó tăng lên một chút xíu, nó lại tăng tới 3 lần rồi. Nhưng mà mình chưa có lá cầu nguyện nào hết hay gì đó. Mình chưa có lá cầu nguyện nào cả nên chắc lấy cái lá chém 3 lần. Mình sẽ là tăng máu tối đa, thêm một cạc mới, mất một cạc, lấy luôn. Cuộc nói chuyện ở quán rượu giữa hai người đàn ông. Lấy thành công. Khiến thằng này nó bình tĩnh rồi đấy. Không có lá nào ngon thiệt luôn á, tôi ghét nhất cái đó đó. Chưa chỉ dành mình đấu với thằng đó rồi đó hả? Mình lựa chọn khác hồi nãy nha, không có lựa chọn giống nãy đâu. Từ chối không. Rút 5 lá được là 3 lá tấn công. Khó lắm. Rất là khó luôn.
Mình chỉ có 5 trên 12 thôi, tỷ lệ chưa được 50% nữa. Nhưng mà cái này nó đòi tới 60%. Cái này dễ nè. Méo có một lá cầu nguyện. Từ từ đã. Một đống lá cầu nguyện mà rút 7 lá nó lại không ra lá nào. Trời ơi cuộc đời đó. 10 đam phải không? Chín x ba 27. Ủa chém 2 lần chứ không phải là chém 3 lần. Trời ơi chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi. Đau em anh ơi. Quá phòng thủ không à, thì nó lại ra 3 lá phòng thủ cho mình thiệt cái bài. Lúc mà cái tôi nó phòng thủ thì nó lại ra 3 lá phòng thủ. Mất 10 máu quan mạng luôn á. Tính toán sai quá. 24, đánh có 4 đam à. Vướng cái ly là cái gì? Mất phòng thủ. Này nó là 12. 12 một hit chết rồi. Mình không có lá hồi máu rồi luôn á trời. Đến 3 lần. Cái này chỉ xài được một lần à. Mất 10 máu phải không? Nhớ mặt đi. Bảy đam. Bật né tránh 2 tool gây 6 đam thì không sao. Không có lá phòng thủ nào hết trên ta. Mất 10 máu. Nó đánh 15 đam mà cũng đau nghe. Quá đau nghe. Thôi. Thôi kệ để nó chết đi. Để nó chết tôi ra tôi nâng bộ bài. Có 200 tiền rồi. Bây giờ đánh 9 đam 3 lần. May mắn thì chết được con này. 24. Khó may mắn lắm. Mọi người thấy không có khả năng may mắn nào ở đây cả. Đó. Cây nghìn đam được cái thành tựu. Thôi để nó giết mình đi. Để nó giết mình ra mình nâng bộ bài mới.
trở về Logan và bắt đầu một chuyến hành trình mới. Ừ? Được 3 lá mới nè. Rồi bây giờ đi vô cái Logan. Mình có 270 tiền, chọn bài cẩn thận nha. Một á là một lá 200, còn hai á là hai lá 100. Nhưng mà cái lót của này mà này của mình á thì chỉ có một lót thôi, nên bắt buộc lấy một lá 200 mày. Một lá 200, cái lá có thể là cái lá ngon nhất là lá này nè. Hoặc là lá này. Một trong hai lá này thôi. Cái lá này cũng được. Nhưng mà xài một phát hết 3 điểm luôn thì lá này. Ủa? Từ đầu là mình được chọn vô thẳng mà. Cái này là chỉ nâng cấp lên thôi. Phải không? Hay là mình phải chọn cái lá này mình mới đưa nó vô đây được. Không biết nữa. À mình phải unlock cái lá này mình mới đưa vô được, đúng rồi, không có gì sai cả. Rồi chuột hơi bị double lick đó ơi. Đây, chờ đợt này thì gán mà đi cho nhanh nhõn tí nha. Làm lại từ đầu. Ủa? Chưa có chọn mà. Ôi vãi thiệt. Tôi lỡ bấm cái gì rồi. Bà nó chứ. Cơ bát ở cái mà vùng núi. Ở vô mà hai thằng đánh ba luôn hả? Nó có hai né tránh vật lý gây 7 đam. Lá này thì chưa cần. Lá này gây được một điểm yếu. Tuần sau có thể thằng này nó sẽ tấn công. Năm đam nữa thì nó còn 11 đam. Khéo khéo thì mình dùng cái này luôn. Ủa cái thằng Siberian này là mới hả ta? Tôi nhìn cái bộ bài nó lão quá vậy. Mười sáu. Mười hai tủ. Chín lốc là coi như 20. Thằng này nó lại bật né tránh. Cắn thằng trên không sao, thằng trên nó chỉ bút thôi. Vừa đủ chết này. Này còn 6 với 17 đam. Khoan khoan khoan, chữ nó nhỏ quá, đọc không được, méo gì. 15 đam. Đứt một kẹt gây 6 đam cho hai thằng. Thank you.
Nó đánh vô thằng này là mất hơi bi kinh nha. Hy vọng là không có cái chiêu nào bút chết luôn rồi. Đánh cho nó, đánh cho nó. Lũ đạn nó. Cắn cho nó. Ừ đúng rồi. Tuần sau nó lại bật cái hồi phục lên 10 máu. Mình cố gắng dứt điểm nó luôn. Má cái lá gậy xét thôi. Biết gì xài cái lá bên đây trước rồi. Nhưng mà xài trước thì nó cũng đâu tác dụng gì đâu. Cắn giờ nó. Cắn dữ cho. Rồi kiếm lá hồi máu thôi. Méo cái lá hồi máu rồi luôn. Nó cho ra hai lá phòng thủ. 15. Còn lại 7. Mất 17 máu quan quá à. Quá quan mạng luôn. Redemption á. My option von á. Đánh luôn đi, rồi mới quay về sau. Má mấy con chuột nữa chứ. Hay đã âm. Mình có thể giết nó luôn. Không, không cần. Lấy cái điểm này trước đã. Thủ, 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 thủ. Hai mươi bây giờ mình gạt nó được rồi đó. Thôi chết rồi, không có bài để gạt rồi. Chắc phải xài cái lá này. Xài lá này thì con này chết, nó nhân đôi ra. Con này còn hai máu, nó đánh mình 10 đâm. Nó bị thiêu đốt luôn. Nó bị thiêu đốt rồi nó chết, nó nhân đôi ra luôn. Đi bút gì dữ gì ta. 11 là nó đánh 22 đam, mình vùng thủ thì được có 14 đam thôi. Thủ đi. Khoan.
không có đá nào tấn công nó chứ, nên chấp nhận mất máu đi. Tuần sau thì nó bị thiêu đốt, nó chết luôn nè, mình không cần đánh. Trời, không có lá nào hồi máu luôn trời. Tính kiếm lá hồi mà 8 máu thì nó cũng ngon, nhưng mà đen quá. Thôi tiếp. Ê, phải thiệt, chưa kịp dọn cái gì luôn á. Game này nó thiết kế UI hiển thị lên chậm á, nhưng mà cái khung tương tác thì nó hiển thị lên sớm quá, nên hồi nãy lúc đầu tôi bấm bị ở đây một lần, bây giờ bấm bị một lần nữa. Thử lại lần này John này ơi, có cái nghĩa lý gì không? Rồi nó bị nữa nè, tôi chưa có chọn cái gì mà nó ra cái này luôn mà, nhưng mà nó thành công rồi thì thôi. Cái lá này mà ngon dữ gì ta, đỡ rút thêm một cạc này còn nhận được hai cái điểm cầu nguyện nữa nè, ngon. Không cái nào cho mình ghê lít cả, chỉ cho mình là cái lá bài mới thôi. Mười hai với mười là 22. Mẹ nó ra hơi cùng lúc 4 lá phòng thủ thì tôi cũng chả biết sao luôn. Đoạn này dứt điểm mới được không ta? 21 máu không? 14, dưới tay là 28, đủ rồi. Mày đánh đi, đánh ai đánh trên đánh dưới những được chứ, không quan tâm mày không? 38 máu. Hai 21 máu. Ông này còn có 2 tôn rồi, chết rồi. Ê dạ, có lá nào hồi 8 máu không đây nè. Rồi anh này dứt điểm nha. Đầy máu luôn, ngon. Cái này là cái gì? Phản đam. Phản đam nó có tính vô lóc không ta? Từ 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 từ. Nếu như thủ của mình là 10 đi, nó đánh vô mình là 9 đam thì phải phản này 9. Được không ta? Hmm.
2 đến 2 thì không thành vấn đề. Sáu máu. Mười tám. Hồi nãy đánh thằng này mới đúng. Sai quá. Đợi tí nữa mình xài cái khiêu này nè. Đó, hồi nãy mình đánh con dưới á, là con trên nó cũng chết rồi. Tính sai một bước. 12 đam. Không đủ. Cái combo nãy ngon lắm. Mỗi cái lá mà mình sẽ gây thêm mà 4 đam á. Toàn phòng thủ như vậy ta. Cái lá bên phải thì ngon hơn, nhưng mà lá bên trái thì nó mang tính chiến thuật nhiều hơn. Bây giờ 19 đam. Chơi mày luôn, không có gì phải ngán hết. Nó có phản rồi đâu? Hình như có phản phải không? Nãy nhanh quá à, tôi không để ý nữa. Bảy lóc, 24 đam, 1 điểm yếu. Nó đánh cao lắm thì mất 4 máu thôi. Chết rồi, quên xài này rồi, kệ nó, không sao. Chờ tôi luôn cho nó chắc. Chín, 14, 17 đam à. Mốt cho nó đánh hai máu đi không sao nha. Mình vẫn còn hai cái phản đòn nè, một đống bút luôn.
Trình thủ đấm nó một cái nữa đi. Mười bảy thủ, 66 máu phải không? Còn thủ không à? Bà nó thiệt á. Ganh lóc cho tuân sao không ta? Tôi nghĩ là lên đi. Nó lên 4 được cái phòng thủ nè, 4 cái phản đam nè, cũng ngon lắm á. Năm mươi máu thì mình chơi cái này trước cái đã. Bây giờ còn lại là 38 máu, nó đánh chỉ có 24 máu thôi. Thôi rồi, con lá đâm má bà nó chứ, 5 lá mà nó ra 4 lá không có đâm. Tôi muốn chửi rồi đó, cũng hên là vừa cái chữ nó bật ra khỏi miệng là ngưng lại. Lá này khá cùi. Không luôn. Cái này là sao ta? Tức là mình gây 20 đam xong. Tuần sau cái này 3 nó sẽ còn 2. Không ngon. Lá này cũng được nhưng mà bài của mình thì bây giờ chưa cần. Lấy vô nó tốn diện tích lắm, bỏ đi. Không có nâng bài lên kịp đó. 10 đam thì xong sao. Không có gì phải ngán, đấm luôn. Không có tủ gì hết. Thôi xong rồi. Bảy máu à? Tuần sau hồi 8 máu được cái gì? Bà nó không có lá nào gây đám chứ. Giết con đi. Ủa? Vãi, nó gọi cho ba con. Thôi xong rồi. Ý da, mình không đánh lá này là mình mất luôn cái điểm này nha. Nguy hiểm vãi á. Nhưng mà không sao. Mình giết nó luôn. Bảy đam với một hiêu đốt này coi như là 8 đam. 8 đam tương sau đốt 1 đam nó là 9 đam. 9 đam vẫn thiếu. Mẹ nó đẻ liên tục thế này.
Ừ, đúng rồi. Tuần sau mình con bé này giết con này là được. mười bảy đam chả sao, chết rồi. Em này mất máu thì chắc cũng không sao đâu. 18x2 không đủ, phòng thủ thôi, đừng để mất máu nhiều quá. Rồi mày đánh ai, mày đánh thoải mái đi, thủ cao lắm. Tụi này mình giết nó nào. Nó thiêu đốt, nó thử chết. Còn bên đây, còn bên đây còn khoảng 6 máu. Thiếu một lá đam ta. Rồi, tự chết đi. Cái lá này có rồi không lấy nữa. Đếp một gạt 12 thủ cũng được. Hai lá này combo với nhau. Nâng máu tối đa, hồi máu thì không cần. Nhưng mà cái upgrade card nha, mình chọn làm sao mà được cái upgrade card nào. Trả lời sai hả? Rồi cũng được, cái upgrade card đúng mục tiêu rồi. Sai đúng gì? Nó chỉ tăng có 4 phòng thủ à, không ngon gì cả. Nhưng mà từ đốt tới 6 là không được. 10 lên được một tí. 12. 12 cũng được. Vẫn một cái điểm blade đó thôi. Đây. Tính ra lá này có thể gây được 30 đam. Lá này 14 đam 2 điểm yếu. Lá này. Ủa cái lá dạng như cái lá quyền của đâu ta? Mình có thể là úp được khoảng 2 lá hoặc là double một lá lên. Tôi nghĩ là double lên đi.
Ấy, chưa có dưới này nó. Không phải tất cả đều là Hobgoblin đâu. Có cái thằng đạo tặc sao nó đi với thằng Hobgoblin luôn vậy? 19. Chết bà nó rồi, nó ra hai lá này đầu tiên đó. Thiệt á. Má nó chứ. Đồ game mất 19 đam là đau dữ lắm đó nha. Nên không xài lá này thôi, bỏ điểm đi. Đúng nhân phẩm luôn á. Hai cái lá ngon nhất của mình thì nó lại ra đầu tiên. Mẹ nó. Bài đen như cá nục luôn, không có miếng đâm. Ủa, hồi nãy mình đập phát chết này luôn nè. Hai mươi hai vừa đủ luôn. Cho đến thấy phản đòn hay là cái gì anh vậy? Bên sau này bị thiêu đốt nó tự chết, mình không cần phải đánh nó. Với lại nó đang có một điểm né nè, nên nó bị lửa đốt chết thì nó dễ hơn. Còn thằng này nó gây mình 8 đam thì phòng thủ thôi. Má nó thiệt chứ. Còn đúng một máu đánh đây 24 đam bạn game. Mà trong khi bài mình thì nó lại toàn ra hai không. Quá đau luôn. Đau quá. 4 đam cho mỗi cái ách tách càng. Người mình không. Đau quá, còn có 12 máu à. Hồi máu anh ơi. Hồi máu. Này hồi máu nè. Này thì tăng máu tối đa. Hồi máu, hồi máu. Chúng ta quyết định hồi máu. Vị trí của tôi là ở đây, tôi là một cảnh vệ. Nhưng này, mày có chắc thì muốn đi sao mà sặc cái mùi lôi gậy như thế này nè. Còn được có mùi máu à. Chết rồi, hồi có mùi máu à. Đây, lấy cái gear đi. Trên này nó chỉ ít đôi kẹt thôi. Càng mình thì chưa có lá nào quá mạnh đó. 15.
mất 3 máu không sao cả, vẫn còn dưới 40. Còn này là 29, 20 không thiêu đốt nữa. Nói là 33 thiêu đốt nó 3. Á, à, không có cái lá mà kia. Không có lá này nè. Ủa, không có cái lá mà ít đam nè. Có lá đó thì tôi giết được này luôn rồi. Lên thủ thôi. 23 là lấy thêm một đống thủ nữa. Chảy máu nữa chứ. Mười sáu đam, thằng này mình cố mình giết nó được không? Hai mươi ba x hai lên là 46, 46 thì chết này luôn. Nói có 45 rồi nghe, nó không phải 46 nữa đó. Gan bao phản đòn. Nhận 10 lốc ở giữa cao. 2 cái bài mới không cần. Đoạn này hình như đi xa hơn nãy tí rồi nè. Bảy cạc 20 đam. Từ từ. Khó nha. Phải lên được một lá này và một lá này. Tám cạc 3 control. Control mình nhiều lắm. Này trước. 5 lá control luôn. Cuối cùng thì Wood đã đẩy được cái tảng đá đang chắn phải đường. Rồi. 6 lá mà 2 lá cầu nguyện. Cầu nguyện mình có 4 lá trên cái bộ bài. 20 lá, 4 trên 20. Coi như là 1 phần 5 đi. 1 phần 5 như thế này, 1 phần 3 nó khó lắm. 4 lá mà 5 action phone. Dính một cái lá 2 là được. Mình có 1, 2, 3, 4, 5 lá 2. Chỉ cần dính một lá 2 là được. 8 lá 3 control. Control mình thiếu gì? Chỉ cái đầu tiếp thôi. Trời đúng đen luôn. À nó chả được gì luôn. Phải còn dính thêm cái này nữa. Dính cái lá quyền gúa. Bà nó chứ, cha nó chứ. Lũ đạn nhà nó chứ. Rồi gặp nguyên ba thằng do thám luôn. 30 đam. 30 đam dứt điểm được này. Thì nó còn lại 12 đam. Chảy máu nữa. Còn 21 máu. Một lá độc. Hai điểm yếu đánh có 7 đam à. 5 đam. Đã dính hai cái chảy máu nữa là. Tuần sau mình lấy một hồi máu rồi mình gán dưới nó luôn. Để có lá hồi máu rồi luôn. À đây 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 đây.
giết nó giữ được 4 máu chứ thôi là bị thiêu đốt nữa. Một điểm cầu nguyện và thêm một đam ghi 6 đam 3 lần random. Bài thì gõ nhiều gần cho anh đó. Có cái gì đây? Gelix là cái ngon nhất trong game này nha. Nãy giờ chưa đánh được con chùm đầu tiên ở cái mạc 1 nữa. Tám lá mà gây được 3 lá cần cho anh. Hay là 6 lá gây được 6 action point. Cái nào cũng dễ cho nó. 1, 2, 3, 4, 5. Cái trên đi. Nhưng cứ á một đống lá vàng như thế này nè mà nó rút téo ra. Trời ơi gì. Mình có 5 lá cầu nguyện thì rút 8 lá nó dễ ra hơn. Rồi đủ rồi. Vừa đủ luôn á. Không có được cái gelix nào cả mà nhận thêm hai cái đá vết thương rồi đó hả. Cái bán HP là mẹ gì trời ơi. Mình không loại được cái lá gây độc hại ta. Đây gelix. Một trăm tám chục máu. Chưa mới vô nó chưa có gì thì chưa cần gây điểm yếu. Boost cho bản thân đã. Đâm phép vô cho nó phá cái hồi máu đã, nó gây tới 30 đam lận. Hai chỉ máu thì để mẹ đi, thủ. Hai chỉ máu thì giả sau đó. Nên để hai chảy máu không ta? Để đi. Bút sẽ thương nhật lý của anh. Đánh dưới rồi đánh thầy đằng luôn. Kệ không sao. Má hai cái lá này đâu mất mẹ rồi. Hai cái lá cánh tay của tôi. Trời ơi. Toàn quân thủ không mà. Phá cái hồi máu nó trước đi. Tắm điểm hồi máu nè.
Cái gì ấy? 38 đàm thiệt. Bầm 8 đàm nè, đàm dữ lắm đó nghe. Rồi xong luôn, không có phòng thủ luôn, nó chém cái là chết luôn rồi đó. Thôi hên xui thôi, đánh trên á, giết trên luôn đi. Rồi giết hai thằng luôn, bây giờ cháy xong còn một máu. Trời ơi, nãy không ra lá này. Gán dây đam thôi. Bây giờ phòng thủ đâu có nghĩa lý gì nữa. Tụi này nó không chết là mình thua. Nó còn giảm đam mình nữa chứ. Rồi thua luôn rồi. À có hồi máu. 50 đam, 50 đam mày ăn cứt. Trời ơi. Thôi, ok bye bye anh em, nghỉ. Coi như chúng ta kết thúc trò chơi ở đây. Có thời gian tôi chơi tiếp trả thù, còn bây giờ thì đành chịu rồi. Nãy cuồng vọng quá. Nãy ra được cái đá mà ít thay đam thì hơn xui ngon. Rồi bây giờ để coi mình nâng được cái gì nữa không. Nâng xong rồi nghỉ luôn nha. Rồi bye trước anh em đó. Chưa có lên được cái gạt 2 nữa nè. Thiệt á. Gần tới rồi. Được thêm là 6 cái cạc mới luôn. Cũng được. 200 tiền mở đường lá nữa. Từ từ rồi mình sẽ mở được một lốc nữa ở đây. Có nâng đợt tới thì tôi sẽ nâng cái lá lốc á. Cái lá lốc mà qua tool nó không mất. Thôi để tiền đây đây. Rồi bye anh em. Có thời gian đưa chơi tiếp.